Vậy bây giờ thì tôi với bà sẽ thử nè, mình làm một màn tranh cử làm lớp trưởng. Đó, ai mọi người hãy bình chọn cho tôi làm lớp trưởng. Nếu mà tôi làm lớp trưởng thì mỗi người mỗi tháng sẽ tăng 5 kg, tại vì anh đang nhét trộn. Mọi người hãy bình chọn tôi làm lớp trưởng, tại vì tôi sẽ là một người lớp trưởng nghiêm túc. Không phải mà trong lớp mà ăn bánh chén trộn như vậy là không có được. Mọi người hãy bầu tôi làm lớp trưởng, tại vì tôi có mối quan hệ rất rộng với tất cả giang hồ trong trường. Tôi có thể bảo kê mọi người đi học mỗi ngày mà không bị vấn đề gì cả. Mọi người hãy bình chọn tôi làm lớp trưởng, tại vì tôi có mối quan hệ rất rộng với toàn bộ giáo viên trong trường luôn. Mọi người hãy bình chọn cho tôi, tại vì tôi có một cái hệ thống tình báo trong trường và tôi có thể cập nhật hệ thống đề, sau đó giải đề của những lớp khác cộng với sưu tầm đề của những năm trước. Nếu mà bầu chọn cho tôi làm lớp trưởng thì tôi sẽ bao mọi người uống trà sữa. Ok, tôi chấp nhận bạn làm lớp trưởng, tôi được uống trà sữa. Đó, năm đây đi, đi uống trà sữa. Rõ chưa? Rõ chưa? Rõ rồi. Ôi, hết sức à. Sao nữa? Cái này bật hết vậy? Đi trễ có một chút xíu thôi mà sao đỏ cũng ghi tên nữa à. Trễ bao nhiêu phút? Một phút. Một phút? Đúng. Là do bà bị xu. Đúng. Một phút mà cũng bị ghi thì nữa. Mấy đứa nó không đi... có tình thương. Mấy đứa nó kỳ quá. Thì biết là nó có tình thương rồi, nhưng mà kiểu là mình tranh thủ mình đi từ nhà sớm xíu được không? Tranh thủ đi từ nhà sớm lắm rồi, nhưng mà họ nó kẹt xe. Kẹt xe? Đúng. Cái đường nhà sớm mình rộng thênh thang vậy sao mà kẹt xe được? Rồi hôm nay tự nhiên nó đông người, hiểu không? Hôm nay người ta đi hội hay gì mà đông người? Người làm cái gì mà hả? Cứ điều tra dữ vậy, để nó là... Nhưng mà tôi thấy bà là tháng nào cũng là bị ghi vô sổ 10 lần hết á. Thì đi trễ 10 phút, chia 10 ngày. À, là 20 ngày hôm nay đi đúng giờ. Đúng. Nhưng mà cũng bị ghi. Nhuộm tóc. Ăn bánh tráng. Đem bánh tráng từ ngoài vô trong trường. Nhưng mà mấy đứa nó không có tình người thiệt. Đúng. Ăn cái chuyện ăn uống là cái chuyện nhu cầu của con người mà tôi sao? Tôi hỏi là nó có ăn không? Ừ. Nó có ăn không? Có ăn. Ừ, mà nó ghi mình. Ừ. Tức là tóc mình bị cháy chứ có nhuộm đâu, ai mà dám lại đi nhuộm phải không? Không có gì. Là mình ghi là đúng rồi. Đó thì trước tiên thì tôi sẽ có một cái game nhỏ dành cho bà. Dễ dễ không? Không dễ. Tôi sẽ miêu tả lại cái hình dung của cái nhân vật đó trong đầu của những người như mình á. Đoán rồi bà không? Sẽ đoán tên cái vị trí đó. Okay. Giống như à, lớp trưởng, lớp phó, cô giáo chủ nhiệm hay kiểu vậy đó. Ok, okay. Hiểu chưa? Một cái người được gọi là bà la sát trong lớp. Cô giáo chủ nhiệm. Chính xác. Ơ nhưng mà lớp tôi xưa thầy. Tôi thấy ông bà la sát. Thầy thì hiền hơn chứ hả? Thầy tôi đâu có hiền. Không hề hiền nha. Tiếp theo một người được mệnh danh là ô sinh cấp cao trong lớp. Lúc được khen hay lúc bị la đều bị lôi tên đầu tiên. Lớp trưởng. Hồi xưa đi có làm lớp trưởng lớp phó gì không? Có một năm làm lớp trưởng luôn. Một năm. 12 năm đi học chỉ có một năm duy nhất thôi. Trời ơi, còn có nhiều người là đi học 12 năm không năm nào được làm lớp trưởng. Tôi được một năm là ghê. Nhưng mà lớp mấy? Lớp 7. Một người được gọi là bách khoa toàn thư. Biết tuốt hết tất cả mọi thứ, giải đáp tất cả thắc mắc cái môn học trong lớp luôn. Cái này tôi biết, tôi cũng có làm rồi. À không, lộn. Tôi không được làm. À không được làm. Đây là lớp học tập đúng không? Chính xác. Tại biết sao, 3 năm cấp 3 là ngồi kế lớp học. Chứ còn mấy cái bạn lớp học tập trong lớp khác là kiểu là cậu là phải tự học bài, học là cho chính bản thân mình. Chứ cậu không được copy như vậy là xấu. Không, lớp khóa học tập lớp tôi là cũng nói câu đó luôn. Nhưng mà vẫn chỉ. Biết sao, thân mình bây giờ học lực cũng có, mình phải có âm mưu. Mình phải chơi với lớp trưởng lớp khóa học tập này, chơi những đứa nó học giỏi. Bước ra đời mới sống được. Đúng. Bây giờ sống mới có thời thơ, thấy không? Tiếp theo một người là chủ tịch hội ông Tám bà Tám, nắm trong tay quyền sinh sát. À, lớp có kỷ luật. Đúng rồi. Lớp có kỷ luật là một những đứa mất kỷ luật chứ. Thường là như vậy. Ừ, nó kêu là mọi người trật tự. Mọi người trật tự. Mọi người trật tự. Mọi người trật tự. Tiếp theo một người nghe rất là vinh quang nhưng ai cũng muốn né, một danh xưng nghe rất là vinh quang. Lao động là vinh quang. Lang thang là nhịn đói. Lớp phó lao động đúng không? Ừ, tự nhiên đầu năm mà vô trong lớp mà nghe cho em làm lớp phó lao động nha. Tại biết sao lớp phó lao động là cái người mà hả phải xếp lịch cho các bạn làm vệ sinh nè, và rồi các phải bạn giữ không làm mà tự làm luôn. Đúng rồi, phải giữ chổi, giữ cuốc xẻng này nọ, giữ cái này giữ nọ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng
thử nhớ lại cái thời đó nha, thời cấp 2, cấp 3 đi, cho lúc đó mình cũng lớn một chút xíu rồi. Thì hồi đó lúc mà mình mỗi lần mà lên một lớp á, thì mình có nôn nao để nhận giáo viên chủ nhiệm không? Có, trời ơi, cái giáo viên chủ nhiệm là đầu tàu của lớp mà. Thì có năm nào mình dính cái người giáo viên chủ nhiệm mà mình sợ không? Trộn vía, không có năm nào bị cái trường hợp đó hết á. Nhưng mà sao có một năm dính thầy dữ kìa. Thầy, đáng yêu dữ. Mặt khuôn ngầu, trời ơi, có nhớ phim Vườn Sao Băng ngày xưa không? Thầy như Lee Min Ho vậy đó, trời ơi, thầy ngầu lắm. Là siêng đi học, đồ siêng học bài là kiểu vậy phải không? À không, cũng không siêng lắm đâu. Chỉ là siêng ngắm thầy thôi. Xong rồi kiểu nghe nói là thầy cũng khuôn ngầu. Xong rồi rất là nôn nao để gặp thầy, mà ai ngờ thầy dữ thiệt. Đó là những năm đầu tiên, cái khúc đầu á, thầy dữ quá. Mấy cái năm lớp 10 rồi kiểu vậy, lúc mà mới quen đúng không? Thầy dữ, thầy hay giận lớp lắm. Nếu mà thầy xem lại cái, thầy có xem được cái clip này của em, thầy nhớ thầy giận em mấy lần. Mỗi lần mà trong lớp mà có ai mà kiểu giáo viên bộ môn á, mà ghi tên ai vào trong sổ đầu bài là mà để lớp bị hạn kiểm, hạn bậc thi đua á, thầy giận lắm, thầy hay giận lắm. Đó là do tại sao thầy hay giận tôi. Mình tưởng là lớp chuyên cũng vui, vô học thử ai nhà học không được. À, học được chứ. Ừ, học được, được mà hơi ngáp ngáp một chút xíu. Ừ, học được nhưng mà mấy cái môn không thích mình lắm á. Xong à, vậy là bà... mình vẫn yêu cái chuyện học hành nhưng mà chuyện học hành không có không yêu, yêu mình. Không yêu mình, đúng rồi. Kiểu tình đơn phương á. Chúng ta bây giờ tôi với bà cứ thay đổi vị trí. Ví dụ tôi làm sao đỏ đúng không? Bà làm học sinh đúng không? Thì bà bóc một lá thăm. Thì trong đây sẽ có một tình huống bà bị bắt. Được. Đúng không? Xong bà sẽ năn nỉ tôi để tôi không có ghi tên bà vô. Trịnh Văn Thảo, sao anh lại để tóc dài hả Trịnh Văn Thảo? Máy mũi, máy mũi. Máy tay nữa, làm đồ xe tay máy tay hả? Máy mũi, không thích máy tay. Nhưng mà quy định của cái trường này là không được để tóc dài. Quy định đó đâu ra? Quy định hiệu trưởng đặt ra. Cho tôi xem bản nội quy. Cậu Thảo ơi, cậu Thảo này sao vậy? Đây. Cái đó tiếng Việt lớp 2. Bạn ấy ơi, hồi nãy sao mình không ra sân chào cờ? Tôi bị đau bụng. Nhiều người bị đau bụng lắm, ra ngoài sân ngồi vẫn đau bụng được á. Nhưng mà bà biết mà, không gì thoải mái bằng việc đái kịp thời mà bà tôi bị đau bụng đó, tôi phải vậy là vậy đái trong lớp luôn hả? Không, tôi chạy. Oh my god, wow. Xong á, tôi ngồi trong đó, xong cái tôi chịu không được, cái tôi chạy ra nhà vệ sinh. Không, tôi chạy vô thì mọi người đã chào cờ xong rồi. Không, tôi không chấp nhận cái lý do này nè. Sao đỏ gì khó vậy? Sao đỏ là cha là mẹ mà sao chạy? Đi vô nha. Chả treo. Cái gối. Ok. Vậy thôi, chả treo luôn đi. Chả treo chống đối sao đỏ. Cái nghề này đâu phải của tôi. Cái gì? Nghề này mới nghề của bà đó bà. Trời ơi, thôi nào, giờ tôi không bao giờ chống đối sao đỏ. Sao đỏ muốn ghi cái gì thì ghi. Nãy giờ không chống đối, không chả treo luôn. Okay. Nhưng mà không được ghi nha. Tao nói nãy giờ. Đang nói cái này thôi, sao mà hồi nãy nó không được ghi rồi. Ủa, quyền của tôi là sao đỏ, tôi được quyền ghi mà. Qua rồi, cái chuyện quá gì quá. Cái son môi còn kìa, chưa có bôi cái son kìa. Mặt mộc, môi nó thâm bà ơi. Môi thâm đâu, tôi thấy mà uống nước ngọt nhiều. Nước gì? Sting. Sting ở đâu? Trong giờ học mà sao uống được sting? Mua căng tin trường có bán mà sao vậy? Đang học sao đi mua được? Mua từ trước. Để dành trong lớp. Là mỗi ngày đi học là chậm vô sting vậy hả? Cũng tính là son môi luôn. Không, son được. Môi đi. Vậy bây giờ thì tôi với bà sẽ thử nè, mình làm một màn tranh cử làm lớp trưởng. Đó, ai mà kiểu hợp lý hơn thì mọi người xung quanh xóm mình sẽ bình chọn. À, mọi người hãy bình chọn cho tôi làm lớp trưởng. Nếu mà tôi làm lớp trưởng thì mỗi tháng sẽ tăng 5kg tại vì anh đang nhắc trộn. Mọi người hãy bình chọn tôi làm lớp trưởng tại vì tôi sẽ là một người lớp trưởng nghiêm túc. Không phải mà trong lớp mà ăn bánh chén trộn như vậy là không có được. Mọi người hãy bầu tôi làm lớp trưởng tại vì tôi có mối quan hệ rất rộng với tất cả giang hồ trong trường. Tôi có thể bảo kê mọi người đi học mỗi ngày mà không bị vấn đề gì cả. Mọi người hãy bình chọn cho tôi làm lớp trưởng tại vì tôi có mối quan hệ rất rộng với toàn bộ giáo viên trong trường luôn. Thì mọi người đi học sẽ được điểm cao. Mọi người hãy bình chọn cho tôi tại vì tôi có một cái hệ thống tình báo trong trường và tôi có thể cập nhật hệ thống đề, sau đó giải đề của những lớp khác cộng với sưu tầm đề của những năm trước. Thì mình giải đề trước để cho người ta cập nhật. Có nhiều khi người ta không biết, người ta coi đáp án, người ta tham khảo. Thì nếu mà bầu chọn cho tôi làm lớp trưởng thì tôi sẽ bao mọi người uống trà sữa.
Ok, tôi chấp nhận bạn làm lớp trưởng. Tôi được uống trà sữa. 3 năm đây đi, đi uống trà sữa cho nên. Trời ơi, sao không nhớ đây từ bỏ dễ dàng vậy? Muốn đi trà sữa. Đi uống trà sữa mà. Đi mọi người ơi, đi uống trà sữa mọi người. Và rất cảm ơn ông Trịnh Văn Thảo hôm nay đã đến với cái quán hồi đó của tôi ngày hôm nay để cùng nhau mình nhớ lại một cái thời, gọi là thời đó, gọi là thời gì, thời quỷ thôi. Quỷ tính cái quỷ tha ma bắt, nhất quỷ nhì ma, đúng rồi. Cảm ơn Thảo vào chương trình có một món quà dành tặng khách mời nào tới đây cũng tặng chứ không phải tặng mình Thảo đâu nha. Mừng hụt tưởng tặng một mình tôi. Đây là một cuốn sổ dành tặng cho Thảo và một cái viết. Dễ thương. Cảm ơn Thảo, bye bye hết. Trời ơi, sốc. Ký cái nha. Ôi. Chúc Thảo. Biết tên thiệt cũng nè, chính nghĩa.